Ôi, vũ đổi màu đỏ rồi hả? Đẹp vậy. Bởi vì cái cảnh này anh đang mong chờ cái sợi đẹp. Hả? Mấy giờ đi? 15 phút nữa hả? Thôi mình đi luôn đi. Ok. À, đi luôn đi. So, ngày nay cũng đã đến. Anh thấy anh cũng không có nôn lắm em. Trong một năm vừa qua thấy chứ mà mình đặt cái mình bỏ qua. Em có nhớ nó không? Ừ, thì tại vì mình có chiếc xe kia rồi á nên là mình cũng đỡ mong chờ hơn. Bữa nay trời tốt luôn đó nha. Gonna take it for a ride in my brand new car. Gonna take it for a ride in my brand new car. Bữa nay trời nắng tốt, thời tiết đẹp perfect. Không phải thật sự là xe hơi á, mình biết một cái con số tổng thể cuối cùng á, chứ mà nhìn ra từng món có nhiều khi gọi là nghe thấy mà nhức đầu luôn á. Cái gì mà có một miếng chút xíu thôi á, 200 triệu, miếng chút xíu 300 triệu. Nhưng mà tức cũng một cái tức của nó là cái mà option á, là ở bên đây nó cũng mắc cả 3 lần option ở bên Đức, bạn mua Porsche. Coi là anh chọn cái chiều cái mâm, cái bánh của anh là 300 triệu. Thì ở bên Đức là em chia làm 3 đi, 100 triệu. 100 triệu là có 5.000 đô la hả? Mà bên này tới 15.000 đô la. Thôi để em nghĩ chắc là đó là nhập phụ kiện thì nó cũng như xem thôi. Dạ thì nó cũng tính luôn. Dạ nó cũng tính y chang. Anh không ngờ là check lại là 1 năm rồi đó em. 1 năm. Không nôn chứ em cũng hơi nôn. Em nôn hơn anh à? Không, nhưng mà mỗi biết là tại vì đúng không, mỗi ngày mình cứ làm rồi đủ quá trời công việc á, mình nên quên đi chứ, nếu mà mình chờ một cái gì chắc là cũng dài cổ. Anh mà có cái tật là anh giờ chờ lâu quá rồi bị hụt hẹn rồi đó, cái anh cũng mất hứng luôn em. Lúc đó anh không, nhưng mà anh thấy bên đây làm rất là đúng hẹn luôn á chứ. Đúng, okay. không có bị lâu hơn. Hay là thà người ta hẹn mà người ta trừ hao cho mình đi, rồi sau đó người ta nói ô bây giờ nó tới sớm một chút thì cũng không sao, chứ mà đừng có làm ngược lại, làm thời hạn đã rồi cứ cộng thêm ngày là lúc đó mất cục hứng rồi. Cục hứng. Tại vì 10 năm nay anh không định mua xe hơi. Từ Việt Nam là anh, lúc mà Việt Nam là anh đang có, vừa lúc mà anh Việt Nam là anh lái 3 chiếc xe ở bên Đức. Một cái xe Land Rover Vogue, cái Porsche 911 với cái xe Mercedes SE190, 3 cái chiếc xe. Sau 2 năm anh từ anh bán lại hết. Thế cuối cùng không còn một cái xe hơi nào. Rồi sau đó mình ở bên Thảo Điền thì anh đâu cần xe hơi đâu. Nhà mình qua tiệm quá gần. Mà một tuần mình chỉ đi cuối tuần mình đi ăn thôi, ít quá ít xài. Có là từ cái ngày mua xe là vì dọn ra quận nhất á, thì nếu mà công ty mình không quận nhất chắc bữa nay anh không mua xe. À bia giờ có cái tiệm mà tiến hành nằm cái xe phải Huy phải đi một chiếc, anh đi một chiếc, bây giờ em còn đi một chiếc nữa hả? Vậy cái xe mini của em cứ đi thường xuyên đi được, còn được đổ xăng nữa. Cho chơi lý nào thứ nhiều. Gonna take you in my brand new ride, 'cause I got a new car and the keys are inside. I'm gonna take you for a ride in my brand new car. Tới nữa anh tưởng là kết thúc rồi. Sao thấy hoài luôn. Còn bây giờ đi từ đầu tới đuôi cái đi ha. Mình nhanh lẹ thôi. Nói chung là 11 tỷ 7. Dạ. Tính nhanh chăng. Cái xe này anh ở bên Đức anh mua xe Rolls Royce được đấy. Đúng không, anh dụng 11 tỷ 7. Là... Ê, 12 tỷ. Còn cái xe kỳ trước là 10 tỷ. Phải giao thêm tỷ 1 đến 10 tỷ. Không, mới đầu là 9 tỷ. 9 tỷ 10 tỷ thành 11 tỷ. 11 tỷ 800. Cái xe này tháng mấy có? Tháng 7 rồi. Ừ, tháng 2 thì nó có nhau. Tháng 5 về đấy, khoảng tháng 6 thì nhau sửa xe. Đau đất mà đầm ra, hiện nay mình đang đề thì là tháng 8. Bây giờ bữa anh chuyển thêm một phần rồi đúng không? Dạ. Bây giờ có nghĩa là xe về trước khi xe anh chuyển thêm bao nhiêu tiền? Dạ, tới lúc có giấy tờ để bàn giao anh mới chuyển hẳn tiếp. Dạ. Yeah. Vậy có là anh chuyển nào, một lần nữa đúng không? Dạ đúng rồi, anh chuyển bây giờ là điểm xếp bao nhiêu phần trăm? 30% hết xe. Còn lại là 70%. Vậy là khoảng còn 700 triệu nữa. 7 tỷ nữa. 350 ngàn. 7 tỷ nữa. Excited. Đi.
đi lấy xe mà, nhưng mà đi 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 mua cái đồ dài. Good morning. Hello em. Em là Hồng. Hôm nay em sẽ phụ trách cho thầy Dũng để giao cái chiếc xe cho anh nhé. Wow, very good. Dạ. Ồ vậy hả? À, ok. Em mời hai anh ngồi trong phòng giao xe. Dạ. Wow, nó nằm ở dưới đây hả? Hôm nay che lại hả? Dạ. Ôi dồi. Oh. Hai anh cho em hỏi là mình có muốn nước gì để em gọi luôn. Champagne please. Champagne nha. Dạ vâng, champagne thì có sẵn đây rồi. Dạ. Excited. Hồi nãy không hồi hộp, bây giờ anh thấy hơi hồi hộp. So, hôm qua anh mới đi Mỹ mới về. Hôm qua mới bị. Ôi. Vậy. So, anh về lúc mấy giờ? Anh hả? Hôm qua về 10 giờ sáng. Chắc mà cũng có một chút thời gian để nghỉ ngơi. Đi này. Yeah. Bữa nay chắc là hôm qua định là về đi lấy luôn. Dạ. Yeah. Mà thôi. Chắc là để tỉnh táo đã. Dạ, yeah, đúng rồi. Chạy nữa. Một năm ha. Dạ. Yeah. Thấy một năm trôi qua cũng khá mau nha. Nhanh lắm anh ạ. Tại yeah. vì mình... Tại mình công việc nhiều. Dạ, yeah, bây nhiều. Giờ anh có 5 cái chiếc xe hơi mà. Dạ. Yeah. Cũng không với có... Với lại khi mà anh đã đi co xong các thứ, mình để đó, mình chờ rồi nó nhanh lắm. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Không với mình cũng đổi một lần thành xe sạp mui. Dạ. Yeah. Hiểu đúng không? Em mui. Có nghe lại là hình như anh đã sở hữu chiếc Targa. Của đời trước à? Đời anh trước. Mười mấy năm trước thế anh đi 6 của Porsche. Yeah. Em biết mà anh về Việt Nam anh không ngờ là ngày hôm nay nó đã anh đi cái xe Porsche này lại. Tại vì anh 9 năm nay anh không có xe hơi ở Việt Nam. Oh. Anh mới mua xe hơi trong vòng có 1 năm anh mua 5 cái xe hơi. Tại vì trước đó là nhà anh với Huy ở là kế bên cái showroom. Yeah. Và anh nói cái đường xá Việt Nam anh không có đi xe được. Yeah. Và thật sự mấy cái xe hơi này Việt Nam là cũng không có xa lộ để chạy nữa. Yeah. Ở bên Đức là anh chạy từ Hamburg anh qua Berlin, anh đi xuống miền Nam Pháp, anh đi tới Côte d'Azur, anh tới Como, anh đi xa lắm, đi cả ngàn cây số mà. Ở đây cũng không có đường. Vậy không có đường đi. Yeah. Có là 9 năm nay anh ấy thật sự là mua xe. Nhưng mà lý do gì để anh quyết định ngược lại là bây giờ anh sẽ quyết định. Tại anh rất là mê xe hơi. Anh mê xe hơi, nếu mà anh không mua xe tại anh ở đây là anh sống Việt Nam là nhiều hơn anh sống bên Đức. Yeah. Vì anh mà đâu không sống bên Đức nữa mà anh mua xe bên Đức anh để đó còn nó còn vô dụng nữa tại anh đâu có ít chạy nữa đúng không? Dạ. Mà vậy nếu mà anh mà mê xe mà giờ không mua xe mà bây giờ suy nghĩ có nghĩa là nó không có logic. Yeah. Nhiều khi mình dùng trái tim mình nhiều hơn. Yeah. Đúng không? Mình dùng cái cảm xúc nhiều hơn là có nhiều khi không có lấy cái suy nghĩ bằng logic được. Yeah. Vậy nếu mà logic thì cái này nó là unlogic. Yeah. Nhưng mà mình không nói về logic, mình nói về emotional. Yeah. Ok, bye bye. Trước tiên em chúc mừng hai anh. Ngày hôm nay rất là vui. Yeah, vậy nếu mà cái gì? Chúc mừng anh chạy về. À, ok, uống, giả bộ uống. Giả bộ uống thôi, không uống. Hửi. Dạ. Chắc là anh trở về mà. Dạ. Con này đúng không? Hai cái nhưng mà giống nhau đúng không em? Nó đẹp, đẹp. Nó đẹp không? Đó, đẹp không? Mày thì ở trong chứ anh không làm gỗ. Dạ, không bộ gỗ. Dạ. Tại bữa mình có chính, bữa mình cũng làm cái màu xám đó, chứ anh làm miếng gỗ nhớ không? Dạ, em nhớ. Dạ. Cái này hai cái khác nhau. Giống nhau hay khác nhau à? Giống nhau hết. Giống nhau. Chỉ cùng màu luôn nha. Miếng nào? Thả màu là mình cho mình màu đỏ luôn hả? Vậy. Cái này sao? Thật sự luôn á, chiếc xe này là chiếc unique của anh, duy nhất của anh luôn, có cái gói nội thất đặc biệt như vậy luôn á. Dạ. Với anh thích cái màu, không biết cái màu sao nhưng mà cái màu đó, mà anh không có thích mấy cái màu bây giờ hiện đại, màu xám bạc hay là màu xanh hay là mấy cái màu đó là modern á. Dạ. Anh thích là màu mà gọi là nó forever, nó anh thiếu timeless phải không? Chính xác. Tức là thực sự anh chọn cái màu này em cũng biết chắc chắn là anh đã mê Porsche lâu lắm rồi. Yeah. Em biết là cái màu này á, nó tồn tại được hơn 60 năm nay rồi. Và Porsche bên em khi nhìn thấy cái màu xe, khi nhìn thấy chiếc xe Porsche là sẽ nhìn thấy cái màu này đầu tiên. Cái màu này nó sẽ giống như cái màu quảng cáo ở trên tất cả các báo. Không, anh nói anh là rất là conservative. Yeah. Conservative tiếng Việt là gì ta? Cầu lưu sĩ hả? Không, bảo thủ hả? Cầu lưu sĩ truyền thống. Cầu lưu sĩ kiểu truyền thống. Truyền thống, truyền thống. Truyền thống. Thì cái anh thấy cái nó là timeless đúng không? Yeah. Cái truyền thống là nó giữ lâu dài nhất. Chỉ có một cái anh không hình dung được hoặc là anh không tưởng tượng được là anh sẽ đặt một xe hơi cái ruột màu đỏ. Yeah. Có nghĩa là nếu mà em nói anh mà 10 năm trước anh đặt xe màu đỏ chắc em nghĩ là what?
What? Never, never, không bao giờ đúng không? Dạ. Anh chỉ thấy một cái màu đỏ ở trong hình em, dạ, nó rất là lợt. Dạ. Mà ở ngoài nghe nó là nó đậm hơn nhiều. Dạ. Anh hy vọng nó nhiều đó, tại dạ, cái trong hình nó hơi lợt đúng không em? Dạ. Trong quay phim á là người ta không có thấy dạ, cái màu thực tế. Trời ơi, vậy thì em cũng nghĩ là chắc một chút xíu nữa anh coi anh sẽ rất là thích. Dạ. So, bây giờ mong chờ chưa? Chắc là... Anh chờ em một chút xíu. Nó hơi nặng, bỏ bông hơi nặng. Wow, dạ, nice. Anh chúc mừng anh. Cảm ơn em. So, dạ, màu đỏ bạc luôn em. Dạ. Có nghĩa là cũng bông cũng có đề tài nha. Cũng có concept. Dạ. So, chương trình này không tài trợ bởi Porsche nha, anh nhấn mạnh điều này. Có nhiều người nói, ủa cái này là Porsche tài trợ nha. Thì ước mơ là như vậy đó. Em nghĩ sao Porsche mà tài trợ nguyên cái chương trình này? Dạ, để em Porsche có bao giờ tài trợ cho ai một xe chưa? Thật ra thì hầu như ai cũng muốn sở hữu một chiếc xe này. Yeah, yeah. Yeah. Porsche không cần làm điều đó. Porsche không cần. Người ta coi phim người ta tưởng cái anh làm cái này là anh đi quảng cáo cho Porsche, em có tưởng tượng được không? Anh nói nếu mà điều đó là quá sao? Thì hân hạnh quá. Hân hạnh đó là đưa anh quảng cáo cho. Cái này là một cái thành quả và hôm nay mình tận hưởng cái thành quả đó thôi. Thành quả làm việc ở Việt Nam 10 năm, bây giờ đi hai cái xe Porsche. Bây giờ em nhờ hai anh mỗi người nắm vào đây rồi. Nắm đây thôi. Dạ rồi, thôi, mình kéo lên giúp em. Kéo lên nha. Dạ, 1, 2, 3. Oh, wow. Oh my god. Đẹp quá. Cái màu trong ánh sáng này đẹp quá. Nó sáng hơn ở dạ, ở trong hình ảnh. Dạ. Dạ. Em wow. Hả? Sẽ trao cái chìa khóa này cho anh để cho anh chủ động anh mở cái này lên. Ờ, dạ, okay. Giống như mình mở cái anh bấm mui lên được dạ, luôn không ta? Dạ, anh bấm mui lên. Dạ. Mui luôn. Bấm đây đúng không? Dạ. Dạ đúng rồi. Ôi trời ơi. Cái mui này của mình thì sẽ mất khoảng 12 giây để mình đóng hoặc mở. Ừ. Dạ. Coi là mình anh vừa đang chạy anh dạ, đóng và mở thậm chí là khi xe của mình đang vận hành ở tốc độ khoảng 50 km/h chiếc xe dạ, cái mui vẫn hoạt động dạ, vẫn đóng mở được luôn. Dạ. Cô màu đỏ đẹp quá. Wow. Mình thấy sao cái màu này? Màu đỏ đẹp quá. Màu đỏ này quá đẹp anh ha. Quá đẹp. Quá đúng ý anh rồi. Baby, welcome. Em lên trước đúng không? Dạ, em mời anh lên đi. Ôi giời, 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 giời. Wow. Chắc là mình nên nổ thử cái động cơ xe nhé. Bao nhiêu horsepower? Dạ. Xe của mình là 385 horsepower. 385. Dạ. À. Đồ chơi mới, new toy. À, chưa thấy. Hồi nãy giờ máy có ra chưa thấy cái tên. À, oh my god. Oh my god, nãy anh mới thấy luôn á. Hả? Có đèn dưới đúng không? Cái form Porsche đó timeless từ đó bây giờ. Thấy giống như một giống như cái đồng hồ Rolex Patek Philippe vậy đó. Nó có một cái form đó nó chỉ vary một chút xíu thôi, nó không phải đổi giảm hoàn toàn. Hả? Em 2470. Em 170 triệu. Hình như cái sơn màu bạc là cũng phải trả tiền thêm không? Bao nhiêu? Sơn cái bàn 80 triệu không? Anh thấy đáng mà. À cái nào chỗ nào sơn? Dạ, nguyên cái cục kính anh ạ. Bình thường cái này là nhựa. Dạ. Mà mình yêu cầu nó là một cái chiếc này thôi. Giống này 35 triệu. Cái này thôi. Dạ đây anh. Có là cái này. Có là cái này là nó bao gồm rồi. Cái màu này. Tức là anh ha, cái thiết kế thông thường của cái kính của mình á, cái gương ở đây nó sẽ bằng nhựa này. Và có người từ đấy là nhựa hết. Vâng đúng rồi. Là màu đen. Vâng.
nó sẽ là màu đen. Nhưng bây giờ thì mình sẽ làm quá đúng cái màu xe của mình. Một quyết định quá đúng luôn. Dạ. Baby, dạ. Quá đúng luôn. Em bình thường em nhìn đi baby. Bình thường cái chỗ này á là màu đen nha, có nghĩa là cái cục này với cục này là màu đen. Ồ, mà anh phải trả tiền thêm để anh lấy cái cục này nó màu bạc. Nhưng mà anh có công nhận là đẹp nó rất là đồng nhất. Quá đẹp luôn. Quá đáng luôn. Đẹp hơn nhiều. Có mình anh thấy công nhìn nè. Không ai để ý hết. Ồ, cái mâm. Cái mâm này là hợp với anh nói dây gà cái mâm anh luôn á. Cái mâm quá đẹp luôn. Dạ. Anh có mấy cái mâm, một cái đắt tiền hơn cái này nữa là nó rất là nhung tổ ong luôn. Dạ. Và anh thấy là cái này đẹp nhất. À, với một cái nữa là anh nhìn thấy nó giống như cái hình cái cánh quạt á. Cánh quạt. Ủa, em đẩy cái xe này em làm cách gì mà hai cái logo nó thẳng xuống nhau? Bên em có một cái chút trick ở trong đó. Trick hả? Em giỡn hơi lên. Nói chuyện em giỡn á. À, ở đây á thì anh nhìn thấy nó có hai cái lỗ này đúng không? Yeah. Bọn em sẽ có dụng cụ để bọn em xoay. Dạ, bọn em sẽ xoay để cho nó thẳng xuống. Là... Dạ. Và tất cả nếu anh để ý á, các xe trong bể showroom bên em lúc nào cũng sẽ để thẳng như vậy. Dạ. Anh không để ý chứ đâu phải đẩy vô để đại gì đâu. Người ta người ta cũng tỉ mỉ lắm luôn á, anh đi kiểm tra lại nữa, thấy chưa? Đúng một cái nữa là anh sẽ thấy bất ngờ đây là sếp em vừa quyết định là nên để cái logo này cho anh, nó tệp với màu này. Và cái này là bên sếp tặng anh á. À, bình thường không có luôn. Dạ đúng rồi. Bình thường thì nó sẽ là cái nhựa. Bình nhựa thôi. Nhưng mà cái này thì bên em gắn và có logo luôn này anh thấy này. Dạ, đó. Cái bông tách xe mà có cái logo đây. Cái bộ mâm thì hiện tại bây giờ đang là 224 triệu. 224 triệu cho bộ mâm của anh thôi. Còn là cái xe này cân bản không là 8 tỷ 1 triệu. Và có nghĩa là cộng luôn là anh thành... bỏ ra cái phần chi phí decor cho chiếc xe là 2 tỷ 7. Vậy là gần 11 tỷ. Dạ. Cộng thêm bao nhiêu phần trăm tiền lăn bánh nữa? Tiền lăn bánh của mình là 1 tỷ 070 triệu. 1 tỷ nữa. Có nghĩa là thành 11 tỷ. Coi như 1 tỷ 100 triệu nữa bởi vì mình có phí đăng ký biển số nữa. Dạ. Coi là cộng lại là mình 10 gần 12 tỷ luôn không? Vâng, 12 tỷ. Gần 12 tỷ. Dạ. Cái đó cái nhiều người ở nước ngoài người ta không biết mấy con số này. Dạ. Tại vì để đang quay phim cho người ta biết luôn, mấy bên Mỹ, bên Đức á, người ta không biết ủa tại sao phải đóng 10% tiền lăn bánh, bên Đức không có cái đó. Dạ. Cái này thì là cái quy định của Việt Nam, của nhà nước mình. Dạ. Thì anh sẽ đóng cái thuế đó gọi là thuế trước bạ. Dạ. Ok, cái xe này là bữa anh bấm bên Đức anh mua khoảng 200 ngàn. Dạ. Và bên đây thành là gần gấp 3 lần. Coi như gấp 3 lần. Gấp 3 lần. Gần như vậy. Gần 600 ngàn đô la. Dạ. Tại vì phần thuế bên mình thì nó sẽ có thuế nhập khẩu này, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT và thêm một cái thuế trước bạ nữa. Cái là một cái lý do mà bạn đó nói, anh ở bên Đức, anh passport Đức mà anh về đây anh phải trả và sẽ gấp 3 lần. Anh nói, tại sao tôi phải làm cái điều đó đúng không? Mấy năm nay nghĩ, cuối cùng mình ở đây mình cũng phải muốn lái xe thì cũng phải bỏ tiền ra thôi. Chứ đâu có cách khác đâu, bắt buộc phải trả thôi. Ban đầu thì cái gói nội thất này của anh á, nó sẽ là hai tông, anh chọn là hai tông đỏ và đen. Thì tất cả những chi tiết như phần ghế này thì chỉ có phần lòng ghế này và phần phía táp lô phía trên này thì sẽ là màu đỏ thôi. Nhưng mà bởi vì anh thích màu đỏ nên là anh phải đổi sang cái gói này, đến mà tổng cộng lại là nó khoảng 1 tỷ 486 triệu. Bởi vì cái gói khi mà anh đổi tất cả cái phần chi tiết bằng da này ốp cho phần trên này và tất cả phần phía trên của cái táp lô này. Đó nhỏ xíu ở đây này đó. Nó anh cũng sẽ chọn là và ở phần đây nữa này. Rồi cái phiền nhỏ xíu này này, da nhiều nhất rồi đó. Anh thích là anh chọn cái màu chỉ với màu da cùng màu. Có người hay chọn hai màu chỉ màu khác rồi cái chỉ màu trắng rồi. Nhưng cái mà da cái này thì cùng anh màu là cái để anh là làm nội thất mà thất mà thật sự là em thấy nó càng nhu càng tông mà tại vì cái form ra quá đẹp rồi. Mình không cần mà đánh nhấn gì lên nữa chứ, tất cả nhấn lên thì nó sẽ rối thêm nữa. Anh muốn cái form thấy nó cái form nó nhiều hơn. Mà thật sự anh chọn màu đỏ nó chỉ là một cái có nghĩa là cái thỏa hiệp thôi em biết không. Vì á là anh không có thích ở trên đây màu tối. Hôm nay hiện nay em làm chỉ là màu đen. Với cái một cái option là có một cái là màu xanh lá cây. Với một cái màu màu nâu. Đúng không? Có là bây giờ màu đỏ là có là chỉ có cái option 4 màu đó là ở trên đây thôi. Nhưng mà sau khi bây giờ anh quan sát thấy chiếc xe của mình nhìn tận mắt ở đây, anh có thấy nó rất là nổi bật không? Tức là cái phần nội thất nó làm nổi bật cho cái màu bên ngoài. Không thì anh quyết định là cái màu này lợt, anh không có thích cái trên đây màu đen. Anh rất là kỳ ở trên đây màu đen. Vậy cuối cùng màu đỏ. Nhìn nó đẹp hơn nhiều luôn á. Đẹp hơn nhiều đúng không? Lạ chứ. Không, từ cái màu đỏ trong với bạc ở ngoài là một cái classic combination. Giống như cái xe mà Mercedes SL300 nè. Hiện nay cái xe đó hơn 1 triệu đô la bên nước ngoài. Là ở trong nó cũng màu đỏ, ngoài nó màu bạc. So, cái nào nữa?
Dạ rồi, thì cái gói nội thất của mình á là mình sẽ có cái gói đài 984 triệu là để cho phần da full luôn. Full dạ, nhưng mà đi kèm cái gói này thì nó sẽ là cái ghế chỉnh điện 18 hướng. Anh thấy cái ghế xe của mình nó rộng hơn này. Đó, nhìn nó trường ghế và thậm chí là cái phần túi khí ở đây nó làm dày hơn lên để nó ôm sát. Còn là cái xe thao này mất tiền hơn đúng không? Vâng, đúng rồi. Cái ghế ở đây nó cũng đưa cái gờ này lên cao này để nó anh ngồi trọn trong lòng chiếc ghế. Thì mình đi xa anh sẽ cảm giác là nó rất là thoải mái. Dạ. Và cái ghế này nó có thổi không? Lưng đúng không em? Đúng rồi anh, tức là đi kèm cái ghế này thì nó sẽ kèm chức năng là làm mát ghế và sửa ghế luôn. Dạ, vừa mát mà vừa sửa. Vâng, 3-4 chức năng là đi kèm với cái gói da này luôn á. Ông tại vì ở bên nước ở Việt Nam là trời nóng mình đi sập mui, nhưng mình bỏ máy lạnh em. Dạ, lạnh nước nó thổi dưới thổi lên và cái mình thổi luôn cái lưng nữa. Dạ. Cái lưng nó không bị đó út. Thì bây giờ là cái phần túi khí của mình nó độ là phía dưới này nên nó có hệ thống làm mát luôn cho phần lưng ghế. Nó không bị rít cái lưng. Cái bình hông cũng có da luôn ngay vậy cả. Bên đây á. Dạ đúng rồi, tức là tất cả cái gói này nó làm từng chi tiết nhỏ xíu thôi cũng là và cũng sẽ cái cục này là da luôn nè. Dạ chính xác luôn anh. Tức là bình thường ở đây á của mình thì nó sẽ là giống như chất liệu này. Chất liệu này nó bằng nhựa thôi nhưng mà ở đây được bọc bằng da hết anh nhá. Coi là chỉ có cái xe này chỉ có 3 màu, màu bạc, màu đỏ và màu đen. Ba màu một. Dạ. Chỉ cũng không có accent luôn, chỉ tông xịt tông luôn. Cái sợi dây này anh cũng phải trả thêm đúng không em? Dạ, chính xác luôn. Tức là cái này nó cũng là một cái option cá nhân hóa. Dạ. Yeah. Dạ. Để cho nó đẹp với cái sở thích của cái màu của anh luôn. Bên nước ngoài người ta tiếng Đức nó cái chữ ngồi ghế này gọi là Schwiegermutter. Schwiegermutter là bà má vợ. À. Má vợ có là ghế này cho má vợ ngồi. Má chồng ngồi. Cho má chồng ngồi. Chồng hơi dữ. Hơi dữ cho ngồi đây cho nó ngồi nhìn nè. Cái loa này hết bao nhiêu tiền anh? Dạ, bộ loa của mình là gần 300 triệu. 300 triệu dạ. Cho cái loa không á? Dạ. Đây, còn cái đặc trưng nhất của anh là cái bậc cửa đây. Bậc với cửa, tên anh phát sáng, cửa. Tên bên của đây anh đây. Dạ, hai bên. Tại mình mua mình sẽ có nhiều người ta mua, ta sợ chắc là một bán đâu có ai để cái tên mình bán đâu. À, hồi nãy anh nổ động cơ lên thì anh thấy tiếng bô nó rất là giòn. Đồ. Xe của mình có trang bị thêm hệ thống xà thể thao nữa. Xà thể thao là thêm 169 triệu nữa. Là hai cái bô đúng không em? Tức là cái phần này này nó đưa cái ống này này, hai bên này nó to ra như thế này. Yeah. Nó đưa ra hai bên này thì anh nhìn thấy cái thiết kế của ống bô á. Nó rất là lớn và nhìn nó có là cái standard, cái standard của nó là standard. Dạ, standard thì đúng rồi. À, chữ Nhật. Nằm ở đây. Cái này thì nó theo cái kiểu cổ điển. Cổ điển hơn. Có cái này option mà không tốn tiền, một cái option không tốn tiền. Hình như là bỏ cái số đi. Dạ, chính xác, tức là bên em sẽ có cái tính có cái option cái, là mình có thể hoàn toàn bỏ cái tên cái chữ Carrera đi mà mình chỉ giữ lại chữ 911. Thêm cái chữ số không đẹp hơn nhiều. Dạ. Thêm cái chữ nó dạ. Một cái số không. Dạ. Đẹp em quá. Thấy ở châu Âu hầu như tất cả khách hàng khi đặt xe người ta chỉ để chữ 911 lên thôi. Không có để Carrera đâu. Dạ. Không? Dạ. Dạ. Không cần người ta thấy rồi. Như cái thiết kế của anh đang để là minimalist á, thì khi mà mình quá nhiều chữ nó cũng làm đúng rồi. Dạ. Em mở cái cốp cho anh xem. Cái xe Porsche cái cốp là nó nằm đằng trước. Đó, đi du lịch là như thế thôi. Dạ. Đi du lịch là có nhiêu đó thôi. Cái này là chắc là mình để được khoảng hai cái túi mềm ha. Hai túi mềm với đằng sau, tại mình đi hai người là mình để đằng sau nữa. Dạ. Anh sẽ để ở hai cái ghế. Dạ. Không bao giờ đi du lịch ở Việt Nam chắc phải đi hai xe Porsche luôn. Một cái là phải trợ lý đi theo cái xe Porsche Cayenne đi theo chở bánh đi. Một cái xe này đi xe Android thôi. Dạ. Cái này thì mình đi không đi đâu được hết. Xe. Cái này vậy chứ để túi mềm ok. Ừ. Khoảng ba cái túi mềm được á. Dạ. Bên em xếp ở đây thì nếu mà cái vali mà xách tay á mình xếp được hai cái. Dạ. À, hai cái 50. Dạ. Cái xe này đúng gọi là thiết kế gọi là huyền thoại luôn á. Dạ. Thấy cớp một chút. Dạ. Stuttgart. Cái xe này là xe ích kỷ. Xe này là mấy người mà ông chồng mà có con á là phải có một cái xe bự rồi. Rỗng mới mua thêm một cái chiếc xe này. Chứ mà có con có vợ là xe này không đủ. cái mui anh chọn màu đen cũng bên mui mình ở ngoài mình đóng đường em. Dạ được luôn anh cho em mượn cái chìa khóa. Được ha. Bấm nút này ha. Dạ đúng rồi, anh bấm nút. Không còn cái này nó đưa lên được, mình cái này đưa lên là chừng nào đi nhanh thì nó đưa cái này lên được không? Cái này mình đứng mình muốn thấy được không? Thấy được hả? Có ở ngoài mình muốn đóng lại mình không cần bước vô mình cũng đóng được nữa đúng không? Made in Germany.
Phong đẹp không? Dạ. Đẹp không? Đẹp. So. Cái mùi đen gì đó. Nó đẹp, đẹp ơi là đẹp luôn đó. Đẹp hơn đúng không? Dạ. Yeah. Chứ cái môi này bữa mình chọn màu đỏ là sai lầm. À, màu đen đó, màu đen đỏ, đỏ ghê, hơi bị quá. Ghê. Không, tại vì nó đen lên, ở trong mở ra nó surprise hơn. Dạ. Yeah. Bữa nay là cái máy chụp hình anh màu đỏ luôn rồi thấy chưa? Máy like sao anh màu đỏ luôn. Yeah. Lâu lâu mới có một cái giây phút này đúng không? Dạ. Đâu phải anh đi sơ mua mỗi tuần đi mua đâu. Dạ. Cũng chờ lâu lắm luôn đúng không? Mình đâu phải là đi bán xe hơi không ạ? À? Lâu lâu mới mua một chiếc. À, cuối cùng giờ anh có 5 chiếc xe hơi. Dạ. 2 xe hơi cổ. Wow. Cái xe cổ một màu bạc, là em biết cái xe màu bạc, có một xe ở hồi trước đó có màu đỏ, anh làm thành màu cream. À. Dạ. Yeah. Ok. Yeah. Yes. À. Anh Thái Công ơi, cái này thì là một cái phần quà đặc biệt của công ty bên em gửi tặng cho anh. À, dạ. Chúc mừng anh. Dạ, anh mở ra luôn hả? Dạ, anh có thể mở ra luôn. Đi, dạ. Okay. À, trong này có cái kẹp, anh có thể mở ra để xem được cũng được. Dạ. Đó, yeah. Có quà nữa. So, đừng nói là cái model xe hơi Porsche nha. Úi giời, giới thiệu không? Em cũng không biết, cái này bí mật anh ạ. Ờ, từng cái model xe hơi Porsche 91 á. Nhà máy Đức à? Nhà máy Đức à? Ờ, à, có nghĩa tất cả các sản phẩm bên em thì đều là nhập từ nhà máy Đức. Nhà máy Đức hả? Dạ. Bên em không có làm ở đây được, kể cả những cái sản phẩm design như này. Nếu có kỳ nào chắc anh đi Stuttgart anh phải tới cái chỗ nhà máy Porsche mới được. Còn cái này anh còn thích nữa nha. Cái này cái xe hơi đúng không? Không biết cái loa hả ta? Cái gì? Gì vậy? Em không biết luôn nha. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đây, để đem gì? Cái mô đế. Kéo ra. Em nhìn dưới nha, anh kéo ra một chút. What's that? Cái loa. Loa gì? Cái là đi em du lịch theo hả? Dạ đúng rồi. Porsche design cũng làm nhiều thứ lắm luôn. Ồ, như cái bô. Dạ, anh thấy cái này nó là cái đuôi bô của xe. Đẹp quá hả? Cool. Wow. Wow, nice. Cái để trên bàn. Ok, cảm ơn Porsche. Dạ. Cảm ơn Porsche. Hồi nãy anh có thấy một cái túi giống như cái picnic hay túi gì vậy đó. Wow. Oh my god, có bấm điện luôn. Cái này là cool rồi. Super. I like it. Oh, để đi. Perfect hả? Đi Đà Lạt. Để anh phải đem nước uống Coca của anh theo. Ở trong xe thì sẽ có cái ổ cắm 12V. Ở trong cốp có rắm luôn. Ở trong cốp này thì không có anh nhé, mình để trong xe. Ở trong đây đằng sau. Dạ. À, cái này đẹp ghê vậy. Hả? Dạ. Rồi cái này mình để bên ly chén dĩa đó. Mình đi được nha. Mọi thấy chị Thái Công không? Dạ. Yeah. Anh thấy sao? Đẹp không? Đẹp. Đẹp không? Không còn nói người gì nữa. Không còn nói gì nữa, không còn nói gì nữa. Ừ. 6 tháng nhanh nha. Không, 1 năm á em. Không, 1 năm á. 1 năm. Con gái ngồi được, Thiếu Tiên ngồi sao đi? Đó, một đứa. Sao đứa nào ốm ốm nhớ nhỏ con. Đứa nào nhỏ con hả? Hộp ở đây, em ngồi bên đây nè. Hộp hộp đi, hộp nhỏ con nè. Hộp đi rồi toàn ngồi trước. Thấy chưa? Úi ở đây.
Good morning. So anh có idea. Anh dẫn team media anh đi xe hơi road trip đi không? Road trip với Thái Công vậy đó. Bây giờ em suy nghĩ đi, bây giờ mình một là đi Mũi Né, Cần Thơ, Đà Lạt, hay đi Cần Giờ, sáng đi chiều về. Hay là đi nếu đi đi Mũi Né thì mình đi hai xe ở lại hai đêm hả? Ok, good. Hỏi cái đứa nào đi, anh tính là cho ba editor với một camera được không? Yeah. Con gái thì ở nhà coi nhà. Hả? Không thì trai đi, gái đi nó la sợ chạy nhanh sợ. Ờ. Không lâu lâu chạy cho đứa nào cho ngồi cho bên cái xe Porsche của anh nha. Đây anh đặt thử cái uống như nè. Mũi mày nó còn sợ nữa em. Dạ. Dạ. Và khi nào anh về thì Huy chở mấy anh gái đi chơi. Ok.